Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, cùng với thịt gà hay thịt ngang, thịt vịt cũng nằm trong danh sách các món thịt gia cầm thơm ngon bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích đúng không nào? Mỗi khi đi qua những hàng vịt quay, vịt luộc, chúng ta lại khó lòng mà kìm lại được trước sức hấp dẫn tuyệt vời của chúng. Qua bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ, vịt được chế biến thành nhiều món ngon như vịt luộc, vịt rang muối, vịt ôm sấu. Mỗi món ăn lại mang đến những hương vị riêng và tất cả chúng đều góp phần cải thiện đáng kể sức khỏe của con người. Mặc dù có giá trị dinh dưỡng cao và tạo ra rất nhiều món ăn ngon miệng, nhưng thịt vịt kỵ với một số thực phẩm mà bạn cần đặc biệt lưu ý. Nhiều món kết hợp với nhau còn có độc tố vô cùng đáng sợ. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem thịt vịt kỵ gì để tránh những trường hợp ngộ độc đáng tiếc nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Thịt vịt là món ăn quen thuộc của người Việt Nam, có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác, tạo thành những món ăn ngon. Tuy vậy, không phải loại thực phẩm nào cũng có thể kết hợp với thịt vịt. Thịt vịt kỵ 33. Dù đều là hai loại thực phẩm đặc biệt dinh dưỡng, nhưng nếu kết hợp thịt vịt với 33, chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Hai loại thực phẩm này có những chất kỵ nhau trong thành phần dinh dưỡng, nên nếu ăn chung sẽ gây ra tiêu chảy, phù thủng. Bên cạnh đó, như đã nói ở trên, thịt vịt có nhiều đạm, trong khi thịt 33 lại chứa quá nhiều hoạt chất sinh học. Trên sẽ làm biến chứng đạm và giảm giá trị dinh dưỡng của nhau xuống. Vì thế, cần có một lưu ý đặc biệt, không bao giờ nên kết hợp thịt vịt và thịt 33 thành một món ăn vì sẽ không hề tốt cho cơ thể. Thịt vịt kỵ với quả mận. Mận là một loại trái cây rất ngon nhưng lại gây ra nóng trong người. Trong khi đó, thịt vịt có tính hàn, giải nhiệt tốt cho cơ thể. Nhưng nếu kết hợp hai loại thực phẩm này hoặc ăn sát thời gian với nhau sẽ gây ra bệnh chướng bụng, khó tiêu, rất có hại cho tiêu hóa. Vì vậy, tuyệt đối không nên ăn mặn quá gần thời gian ăn thịt vịt vì không những mất chất mà còn đem đến những hậu quả khó lường. Thịt vịt kỵ tỏi. Nhiều người thường đặt câu hỏi, thịt vịt ăn với tỏi có sao không? Câu trả lời dành cho họ sẽ là có, vì tỏi cũng có tính nóng giống như quả mật ở trên. Thịt vịt có tính hàn, trong khi tỏi là loại thực phẩm đại nhiệt, nên nếu kết hợp sẽ không hề có lợi cho đường ruột và hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi kết hợp lại với nhau, những dưỡng chất trong hai loại thực phẩm này cũng sẽ bị tiêu biến, khiến việc ăn uống không hiệu quả. Bên cạnh ba loại thực phẩm trên, thì thịt vịt cũng dễ xung khắc với khá nhiều những món ăn và loại gia vị khác. Đó có thể là thịt thỏ, mộc nhĩ, hồ đào, kiều mạch, hạt ốc chó, vân vân. Thịt vịt khi kết hợp với trứng gà cũng rất có hại vì làm ảnh hưởng đến nguyên khí trong cơ thể. Ngoài ra, nếu kết hợp với thịt rùa thì có thể rơi vào tình trạng âm thịnh dương xi, có khả năng gây ra phù nề và tiêu chảy cao. Trên đây là những kiêng kỵ khi ăn thịt vịt mà ai cũng cần phải chú ý. Ngoài ra, thịt vịt ngon ngọt là thế, song không phải ai cũng có thể ăn thịt vịt vô tư mà không lo tác dụng phụ. Một số đối tượng dưới đây được xem là không nên ăn thịt nếu không muốn bệnh tình trở nặng. Cùng xem đó là những đối tượng nào qua phần tiếp theo của video nhé. Những đối tượng không nên ăn thịt vịt. Đối với các bà nội trợ, ngoài việc phải quan tâm thịt vịt kỵ gì thì nên lưu ý đến chuyện những đối tượng nên tuyệt đối kiêng thịt vịt vì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất, người đang bị ho. Trong thành phần của thịt vịt có chứa chất tanh, trong khi đó những người bị ho phải kiêng tanh vì có thể khiến việc thở trở nên khó khăn. Mùi tanh trong thịt vịt rất dễ khiến cho bệnh ho trở nên trầm trọng và lâu khỏi hơn. Thế nên, nếu đang bị ho thì không nên ăn thịt vịt cho đến khi khỏi hoàn toàn. Thứ hai, người đang bị cảm lạnh. Thịt vịt có tính hàn, thường giúp giải nhiệt rất tốt cho cơ thể. Thế nhưng với những người bị cảm lạnh, việc ăn thực phẩm có tính hàn sẽ khiến cho họ bị lạnh bụng, dẫn đến tiêu chảy,
và làm họ khó chịu hơn. Thế nên, những người bị cảm lạnh thường được các bác sĩ khuyên không nên ăn thịt vịt vì nó có thể khiến bệnh trầm trọng và lâu khỏi hơn. Thứ ba, người có thể trạng hàn lạnh. Thịt vịt có tính hàn nên những người có thể trạng hàn lạnh nếu ăn thịt vịt sẽ tăng nguy cơ bị lạnh bụng. Điều này sẽ khiến bạn chán ăn, tiêu chảy và kéo theo hàng loạt những vấn đề về tiêu hóa khác. Thứ tư, người có hệ tiêu hóa kém. Những người có hệ tiêu hóa kém cũng được khuyên không nên ăn thịt vịt bởi thịt vịt có chứa chất béo. Nếu người bệnh mắc phải những vấn đề về tiêu hóa như chướng bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy mà bổ sung quá nhiều chất béo động vật sẽ là một gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Tình trạng bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn ngay sau khi dùng thịt vịt. Thứ năm, người bị bệnh gút. Thịt vịt có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt là purin và protein rất cao, có thể khiến axit uric trong người tăng cao. Điều này là không tốt cho tình trạng của những người bị bệnh gút, nên thịt vịt cũng nằm trong danh sách những món cần kiêng cữ để tránh bệnh nặng hơn. Thứ sáu, người mắc các bệnh lý về xương khớp. Với những người có vấn đề về xương khớp, đặc biệt là đau xương khớp, thì nên tránh ăn thịt vịt nói riêng cũng như những loại thực phẩm có tính hàn nói chung. Những loại thực phẩm này có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh và xương khớp sẽ càng đau nhức hơn. Thứ bảy, người đang có vết thương hở do phẫu thuật hoặc tai nạn. Thịt vịt là một loại thực phẩm có hàm lượng đạm và calogen cao nên có khả năng kích thích ra da mới rất nhanh. Với những người đang có vết thương hở, việc ăn thịt vịt sẽ khiến da non ra nhiều hơn mức bình thường, tạo ra những vết sẹo lồi trong quá trình lành bệnh. Bên cạnh đó, thịt vịt có thể tăng khả năng viêm, đau nhức, làm mủ và khiến vết thương ngứa hơn. Thứ 8. Không ăn da vịt và cổ vịt. Cổ vịt rất được yêu thích bởi những người thích thịt vịt, nhưng vùng này cũng là nơi chứa rất nhiều mô bạch huyết. Nếu không loại bỏ sạch, có rất nhiều virus gây hại sức khỏe trú ngụ tại đó. Nhiệt độ nấu nướng không thể tiêu diệt chúng, dẫn tới nguy hại cho sức khỏe. Phần da của vịt nhiều mỡ béo, ăn ngậy và ngon, nên nhiều người khá thích. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, phần da vịt là bộ phận chứa nhiều cholesterol có hại và vi khuẩn. Vì thế, nên hạn chế ăn nhất là với những người đang giảm béo, người béo phì hay mắc một số bệnh về tim mạch, mỡ máu, cao huyết áp. Thứ 9. Không ăn phao câu vịt nhiều. Phao câu là bộ phận nhiều người thích ăn bởi nó mềm, béo ngậy, thơm mùi mỡ vịt rất đặc trưng. Nhiều người cho rằng ăn phao câu sẽ giảm nhức đầu, điều hòa kinh nguyệt, đẹp da, đẹp tóc. Trên thực tế, phao câu chứa túi xoan và các tế bào lambda, chất dịch độc hại, tồn động ở đây lâu dần, nó trở thành cái nhà kho lớn, chứa các loại virus, vi khuẩn, là mầm gây bệnh. Ăn phao câu vô tác dụng chứ không như nhiều người đồn thổi. 10. Tiết canh vịt. Ăn tiết canh vịt dễ nhiễm virus cúm gia cầm và nguy cơ mắc bệnh rất cao, có thể tử vong. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus H5N1 gây ra ở vịt. Bệnh này khiến vịt chết đột ngột, hòn lọt và lây lan nhanh. Ăn tiết canh bản chất là ăn máu sống cùng với các loại thịt, xương, nên hoàn toàn không thể tiêu diệt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong con vật. Vào những ngày thời tiết mùa hè nóng nực, thì vịt luôn là nguồn protein được ưu tiên hàng đầu vì tính mát, dễ ăn. Chúng ta thường làm vịt ôm sấu, nấu canh măng chua. Cả cái oi ả của mùa hè như dịu lại, nhưng không đơn giản là món ăn, thịt vịt còn là vị thuốc chữa bệnh cực hữu ích trong đông y. Ngay bây giờ, quý khán giả cùng với Sức Khỏe Tự Nhiên khám phá công dụng tuyệt vời mà thịt vịt mang đến cho sức khỏe của chúng ta là gì nhé. Mới đây, một lần nữa thịt vịt đã được nói đến như loại thực phẩm tối ưu cho sức khỏe. Trong một tuần, bạn nên ăn thịt vịt ít nhất một lần để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng và giúp ổn định tinh thần, kéo dài cuộc sống của bạn. Đấy là lời khẳng định của các nhà khoa học thuộc Viện Ung thư Quốc gia Mỹ. Thứ nhất, thịt vịt giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn. Lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo thêm rằng, khi bạn thường xuyên ăn thịt vịt có tác dụng tốt cho việc hỗ trợ chữa bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư. Ngay cả trong quá trình hóa trị,
xạ trị. Bên cạnh đó, vị lương y này còn đặc biệt nhấn mạnh, ăn thịt vịt rất hữu ích cho người bị suy nhược thể chất, mắc chứng chán ăn, bị sốt, phù nề cơ thể. Người có thể chắc yếu, nhất là sau khi khỏi bệnh, bị đổ mồ hôi ban đêm, phụ nữ ít kinh nguyệt, sản phụ thiếu sữa. Bên cạnh đó, trong tài liệu y thư cổ cũng nhận định, thịt vịt là loại thuốc bổ thượng hạng, có tác dụng điều hòa ngũ tạng, lợi thủy, trừ nhiệt, bổ hương. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong 100g thịt vịt có khoảng 25g chất protein, rất tốt cho cơ thể của bạn, kháng lại những vi khuẩn ở bên ngoài, bồi bổ sức khỏe. Thứ hai, xơ vữa động mạch. Trong máu của các loại gia cầm, nhất là loài vịt, thường có rất nhiều axit oleic và nhiều thành phần tương tự giống dầu ô liu, nên có thể chống lại hiện tượng xơ vữa động mạch. Thứ ba, bảo vệ tim mạch. Các nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, trong thịt vịt có chứa chất AHA có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và phòng chống chứng xương viêm, thường xảy ra như một triệu chứng trong cơ thể của nhiều người mắc bệnh tim. Thứ tư, tăng cường miễn dịch. Thịt vịt vị ngọt, tính mát, nên tăng cường ăn thịt vịt để khắc phục tình trạng tăng huyết áp, ù tai, váng đầu, chóng mặt, ho khan, ít đờm, lao phổi, ho do phế âm hương, bổ huyết, sinh tân dịch, tạo nước, rất bổ cho người suy nhược cơ thể sau bệnh. Thứ năm, lợi tiểu, chống tiêu phù. Khả năng tuần hoàn của những người cao tuổi tương đối kém, có lúc khi mới tỉnh dậy cảm thấy mặt bị phù xương, đi bộ thời gian dài cảm thấy chân thô ráp. Trong khi đó, thịt vịt lại có tác dụng lợi tiểu, tiêu phù rất tốt. Nên nếu những người này được tạm bổ đúng cách với thịt vịt thì cơ thể sẽ nhanh chóng phục hồi. Thứ bảy, điều trị xuất tinh sớm. Xét về khía cạnh là thực phẩm thịt vịt có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất tốt cho sức khỏe. Hàm lượng protein trong thịt vịt được đánh giá là cao hơn hẳn so với nhiều loại thịt khác như thịt bò, heo hay cá và trứng. Loại thực phẩm này cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin nhóm B, A, D, E, canxi, phốt pho, sắt. Với những dưỡng chất này, thịt vịt được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, thịt vịt cũng là một vị thuốc có nhiều tác dụng chữa bệnh. Theo y học cổ truyền, thịt vịt có tính hàn, vị ngọt, khi vào cơ thể có tác dụng giải nhiệt, tiêu độc, bổ máu. Điều hòa ngũ tạng được sử dụng để chữa các chứng bệnh khô miệng, rối loạn kinh nguyệt hay các bệnh về sinh lý nam như yếu sinh lý, xuất tinh sớm, di tinh, mộng tinh. Như vậy, có thể thấy thịt vịt mang đến rất nhiều những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta, đúng không nào? Không những thế, nếu biết cách kết hợp thịt vịt, còn được chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn để chúng ta có thể thưởng thức. Tuy nhiên, quý vị cũng cần chú ý đến một số điều cấm kỵ khi thưởng thức thịt vịt, cũng như một số đối tượng nên hạn chế ăn thịt để đảm bảo sức khỏe tối đa nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.